Trận hòa không đều trên sân nhà đã giúp đội tuyển Việt Nam chính thức giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết quả này đồng thời khiến Afghanistan tạm xếp chót bảng. Nhìn chung, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi một trận dưới cơ so với đối thủ và tỷ số hòa được xem là có phần may mắn. Tôi không muốn bào chữa cho kết quả thi đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ đều đã cố gắng hết sức. Có lẽ thời gian tập luyện cùng nhau là quá ngắn nên chúng ta chưa thể có được chiến thuật rõ rệt. Mọi huấn luyện viên cần thời gian để định hình công việc của mình. Công Phượng là cầu thủ quan trọng của đội tuyển. Tôi không đánh giá màn trình diễn của Công Phượng hôm nay là kém. Cậu ấy khá xuất sắc trong kỹ năng chơi bóng. Tuy nhiên, tôi mới làm việc ở đây nên chưa phát huy hết khả năng của cầu thủ này. Tôi sẽ cố gắng hiểu cậu ấy hơn và mong Phượng sẽ là trụ cột đội tuyển Việt Nam trong tương lai.